Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nữ Phụ Chia Tay Hàng Ngày của tác giả Gia Thanh Oa, chương 99. La Thiến oa một tiếng: "Ba tôi soái quá đi." Tung Khang cười nói: "Đường lão tiên sinh trước kia là bộ đội đặc chủng của Lang Vương, thân thủ ngài ấy hoàn toàn không cần lo lắng." La Thiến hai mắt bội phục nhìn đằng trước, dùng sức gật đầu: Ừ. Nhìn một lát, cô mới quỳ quái nói: "A, chồng tôi đâu?" Lúc này Trương Tích Minh nhìn ba Đường đã xuống xe, vẻ mặt chỉ thiếu điều viết ba chữ in hoa đóng mở ngoặc kép: "Còn mẹ nó." Ba Đường nhìn Trương Tích Minh lãnh đạo nói: "Vất vả rồi." Trương Tích Minh nháy mắt hiểu ngầm, ý nói chính là: "Vất vả cậu chiếu cố con dâu tôi." Nhất thời hắn có chút xúc động muốn hộc máu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh trầm chọc: "Không hổ là quan chức, con dâu của mình cũng có thể lấy ra làm mồi câu." Ba Đường cúi đầu thưởng thức tay mình, không nhìn Trương Tích Minh mở miệng nói: "Chờ cậu vào trong tù rồi hãy suy nghĩ tiếp." Mà trên xe, khi La Thiến đang xem đến hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cửa xe bên cạnh bị gõ hai cái cũng không chú ý. Cho đến khi truyền đến hai tiếng vang, cô mới không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy Đường Diễn nửa khom lưng từ ngoài cửa dùng loại ánh mắt mạc danh kỳ diệu nhìn mình. La Thiến dừng sốt, cười ha ha mở cửa xe: "Anh tới rồi." "Tôi mà không tới thì em chuẩn bị nhìn đến khi nào?" Đường Diễn ê ẩm hỏi. La Thiến chột dạ: "Em nói ba soái chính là khen ba anh chứ không phải ba em." Đường Diễn mặc kệ cô, quay sang nói với Tùng Khang vừa xuống xe: "Cảm ơn cậu, vất vả." Tùng Khang bắt tay với Đường Diễn nói: "Không có việc gì. Đội trưởng vốn dĩ cũng đang nói thu lưới, nhưng bọn họ ở trong nước không có hành vi trái pháp luật nào, chúng ta bắt được người cũng không thể định tội. Chúng bắt cóc chị dâu thật ra cũng cho chúng tôi một lý do tốt." Đường Diễn hỏi: "Có biết Trương Tích Minh vì sao lại bắt cô ấy không?" Tùng Khang trả lời: "Chỉ biết là vì đối phó Đường Tổng Anh, nhưng hắn không nói rõ vì sao." Sau đó Tùng Khang lại quay đầu nhìn La Thiến một cái: "Lần này hành động bắt giữ tiến hành thuận lợi, ít nhiều cũng nhờ có chị dâu." Đường Diễn tức khắc có dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn hỏi: "Như thế nào?" "Sau khi từ sân bay ra, tôi vẫn luôn không có cơ hội gửi tin nhắn cho đội. Lúc chị dâu muốn chơi đấu địa chủ vừa hay giúp tôi lấy cớ. Tôi thừa dịp đi mua bài đem chuyện của Thẩm Bối Bối báo lại. Lúc qua trạm thu phí, tôi đem đích đến viết ở trên tiền đưa cho nhân viên thu phí. Chủ yếu cũng là vì tôi có cơ hội thắng bài thu hết tiền vào trong tay. Cho nên một đường này chị dâu giúp chúng tôi giảm đi không ít chuyện." Trong giọng Tùng Khang mang theo ý cười, Đường Diễn vừa nghe đã tưởng tượng được hình ảnh kia, quay đầu mắng: "Em bị bắt cóc mà còn có tâm tình chơi đấu địa chủ." Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ tới. La Thiến vô tội nói: "Trương Tích Minh nói mà, sẽ bảo đảm an toàn cho em. Hơn nữa nếu thật sự có nguy hiểm mà không vui vẻ sung sướng thì chết thảm biết bao à." Đường Diễn: "Trong đầu em nghĩ gì thế?" Trương Tích Minh ở đằng trước đang bị vây quanh, nghe được tiếng phía sau bực mình nói: "Đây là hoàn toàn xem tôi không tồn tại sao?" Bà Đường vừa lúc đi ngang qua, nghe được lời này bèn nói: "Một con cá sắp chết thì có gì đáng sợ?" La Thiến cũng mở cửa bước xuống nói với ba Đường: "Ba, cảm ơn ba, phiền ba phải tới đây." Ba Đường lãnh đạo đáp: "Đều là người Đường già." Ba Đường nói tới đây lại quay đầu nhìn Đường Diễn: "Đi hỏi một chút xem vì sao hắn muốn đối phó con." Đường Diễn nhìn La Thiến, La Thiến chột dạ quay đầu ra chỗ khác. Đường Diễn đi qua cùng Trương Tích Minh nói hai câu liền trở lại. Ba Đường hỏi, Đường Diễn nói Trương Tích Minh không đáp. Cái này làm cho bà Đường có chút bực bội. Sở dĩ ông kéo dài thời gian, đợi một lúc mới đem đích đến của Trương Tích Minh gửi cho Đường Diễn, chính là bởi ông cũng không rõ ràng lắm Trương Tích Minh vì sao lại nhắm vào Đường Diễn. Bà Đường không yên tâm để Đường Diễn tiên phong nên mới tự mình dẫn người tới trước. Trương Tích Minh không nói nguyên nhân, đây giống như câu đó không có đáp án. Bà Đường đương nhiên không yên tâm. Đường Diễn lại rất bình tĩnh, hắn nói với bà Đường: "Không có việc gì, chẳng qua chỉ là một ít việc nhỏ thôi, rồi sẽ có lúc biết. Con mang Thiến Thiến về trước." Bà Đường gật đầu, trước khi La Thiến đi theo Đường Diễn còn nói với cô: "Về sau nhớ mang theo chút tiền mặt tùy thân, như vậy sẽ không đói." La Thiến hai chân mềm nhũn xấu hổ cười với bà Đường rồi lôi kéo Đường Diễn nhanh chóng rời đi. Lên xe rồi, Đường Diễn mới hỏi: "Lời kia của bà có ý gì?" La Thiến lời lẽ chính đáng nói: "Sao anh ngốc thế? Đương nhiên là do bà không quen dùng điện thoại trả tiền, thích mang chút tiền mặt tùy thân. Cảm thấy thế là an toàn nên mới khuyên tiểu bối như vậy." Đường Diễn cạn lời nhìn cô: "Nói thật." La Thiến liền đem việc mình ca hát quấy rầy Trương Tích Minh kể ra. Đường Diễn cười lạnh:
Thế mà vẫn còn sống, em có biết Trương Tích Minh là người như thế nào không? La Thiến vui vẻ đáp, cái này em biết, ở nước ngoài có chút thế lực chứ gì. Đường Diễn càng hết chỗ nói nổi, nếu đã biết rồi thì sao em không nghĩ tới kết cục nếu làm hắn tức giận? La Thiến xua xua tay, mục tiêu của hắn đâu phải em, nếu muốn ra tay với em thì ngay từ đầu đã làm rồi. Đường Diễn cười hỏi, thế mục tiêu của hắn là? Anh đó. Anh, sao lại là anh? Anh còn không quen biết hắn. Giọng Đường Diễn không chút phập phồng. La Thiến quả nhiên mắc bẫy, bởi vì đời trước. Giọng nói đột nhiên im bặt, cô quay đầu nhìn Đường Diễn, khóe miệng khẽ co giật. Trên mặt Đường Diễn cũng mang ý cười nhàn nhạt nói, tiếp tục. À, không có gì, tiếp tục gì chứ? La Thiến quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thanh thục bày ra bộ dáng cái gì cũng không biết. Đường Diễn vừa khởi động xe vừa nói, La Thiến, tôi không phải tên ngốc. Qua hành vi của Trương Tích Minh cùng với lời em vừa nói, tôi đã đoán được rồi. Việc này liên quan tới giấc mộng kia. La Thiến, tôi ngoài trừ em không tìm được công việc, còn làm cái gì khác sao? La Thiến cúi đầu vặn vặn ngón tay nói, không có. Vì sao không thể nói với tôi? Không phải không thể nói với anh mà là, chính là không muốn nói, cũng không phải ký ức vui vẻ gì. La Thiến cảm giác ngón tay mình sắp bị vặn thành bánh quay trèo rồi. Đường Diễn cũng không nói gì nữa. Xe một đường chạy về đường ra. Mẹ Đường cùng Đường Hình đang chờ ở phòng khách, liền thấy cửa bị Đường Diễn đột nhiên mở ra. Hai người đứng dậy ra đón. Đang muốn hỏi chuyện liền thấy Đường Diễn một thân khí lạnh tiến vào. Mẹ lưu loát chuyển hướng bước tới phòng bếp đi, hoàn toàn không có nhiệt tình ra nghênh đón như vừa nãy, mà giống như là thuận đường đi ngang qua. La Thiến trợn to mắt nhìn bộ dáng chuyện không liên quan đến mình của mẹ chồng và anh chồng. Ba chấm. Này, vẫn là người một nhà sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống tương lai gian nan đến mức nào. Khóc thê thảm. Đây là La Thiến lần đầu tiên tới Đường ra, nhìn cái gì cũng đều xa lạ, cũng đều mới lạ. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Lúc Đường Diễn lôi kéo cô trực tiếp đi lên tầng 2, vừa đóng cửa liền ấn La Thiến ngồi xuống giường. Đường Diễn khoanh tay, nói đi, chuyện sau đó. Hắn lại đổi giọng, hoặc là nói kiếp trước của em. La Thiến nhấp nhấp môi, không phải em không muốn nói, mà là anh nghe xong có thể không tức giận chứ. Đường Diễn hỏi, cái gì? Sau đó không có chuyện gì cả, chỉ là em gả chồng thôi. Đường Diễn sửng sốt, nháy mắt trong lòng có ít nhất 100 bình giống chua bị nghiêng đổ. Dù sao thì hắn không có ký ức kiếp trước, dẫu cho trong mộng hắn biết mình sau đó sẽ cùng Lâm Phỉ kết hôn, nhưng mà việc này Đường Diễn hoàn toàn không có cảm xúc, thậm chí hắn cũng không biết đó là thật hay giả. Ở trong lòng Đường Diễn, hiện tại mới là chân thật. Nhưng dù cho biết vậy, lúc nghe thấy La Thiến đã từng lấy người khác, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là phản ứng ghen tị. Em nói cái gì? Đường Diễn thậm chí có chút không khống chế được âm lượng. La Thiến chống nạnh, cái gì là cái gì? Gả cho người ta chứ sao? Lại không phải gả cho người trong sạch gì? Chính là anh còn không phải cũng cùng Lâm Phỉ song túc song phi đấy thôi. Đường Diễn tức giận mà không nói lên lời, chỉ có thể ủy khuất hỏi, kia, em nhớ hắn sao? La Thiến sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, giọng nói vô cùng điềm mỹ. Nhớ chứ, sao có thể không nhớ? Nhớ đến tim gan cồn cào, hừ hừ hừ. Đường Diễn, ba chấm, rốt cuộc là nhớ hay không nhớ? La Thiến thở dài, tiếp tục nói, không phải anh muốn biết vì sao Trương Tích Minh muốn ra tay với anh sao? Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền nói tiếp, Trương Tích Minh cũng trọng sinh. Đúng, chính là như anh nghĩ ấy. Kiếp trước Trương Tích Minh cũng giống anh, đều bị mù mắt, không biết vì cái gì mà đối với Thẩm Bối Bối thâm tình không hối hận. Thẩm Bối Bối lại là người điên, sợ bị anh trả thù nên không dám động tới Lâm Phỉ, bèn lấy em ra chút giận. Kết quả đời này không biết như thế nào lại không sợ anh nữa, vẫn lấy em chút giận. Tóm lại chính là không chỉ không sợ anh mà còn muốn xem chúng ta là cái quan hệ mà không thành ấy. Đúng là một bà điên. Đường Diễn nhìn cô, La Thiến hỏi, em nói cô ta như vậy, anh tức giận sao? Đường Diễn hỏi, kiếp trước cô ta làm cái gì? Anh hỏi cái này làm gì? La Thiến liếc hắn. Đường Diễn nhắm mắt nói, đối với giấc mộng kia tôi chưa từng có hỏi qua. Một phần cũng là do muốn có trốn tránh, là tôi hại em tàn tật, sinh hoạt khổ cực. Nhưng thực sự tôi không nghĩ tới sau đó còn có việc của Thẩm Bối Bối. La Thiến liền nói, ừ, Thẩm Bối Bối kêu Trương Tích Minh lấy người nhà uy hiếp em, đem em gả cho một tên mê cờ bạc. Đường Diễn nắm chặt tay. Sau đó thì bị đánh chết. Giọng La Thiến bình tĩnh tựa như không phải đang nói chuyện của mình. Tôi biết rồi,
Đường Diễn mở cửa rời đi. Na Thiến chớp chớp hai mắt nhìn bóng dáng Đường Diễn, kỳ quái nghĩ, cho nên hắn hỏi nhiều như vậy rồi cứ thế rời đi là có ý gì? Na Thiến từ phòng bước ra, sơ soạn xuống lầu liền thấy ngay mẹ Đường. Na Thiến hoàn toàn không có chút gì không quen, còn nhìn mẹ Đường cười nói, mẹ, con về rồi. Mẹ Đường ba chấm, câu hỏi tình huống thai nhi đang muốn hỏi bị kẹt chết trong bụng. Na Thiến nhìn khắp nơi hỏi, Đường Diễn đâu? Ra ngoài rồi, hai người không cãi nhau chứ? Đường Hình nhanh chóng đáp. Na Thiến lắc đầu nói, không có ạ, chỉ có chút chuyện thôi. Mẹ Đường lúc này mới mở miệng hỏi, không bị thương chứ? Na Thiến lắc đầu, mẹ Đường liền nói, ừ, có gì không thoải mái thì cứ nói một tiếng. Na Thiến gật gật đầu. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Đường Hình đứng dậy mở cửa liền thấy bà vợ dắt tay vợ mình đứng ở bên ngoài lớn giọng kêu, con rể à, ta dẫn vợ con đưa về này. Đường Hình nhìn vẻ mặt không quá vui vẻ của vợ mình có chút cạn lời, ba lại mắng vợ con. Bà Bạch nói, không mắng hai câu thì nó không về. Đường Hình lập tức cầm miệng ân cần nói, ba vào đi, con bảo dì Trương làm vài món ba thích ăn. Bà Bạch liền kéo lấy Bạch Nhụy dắt vào. Vừa lúc La Thiến bước ra, thấy Bạch Nhụy liền nói, oa, mỹ nữ. Đường Hình, đậu, đùa giỡn vợ tôi. Bạch Nhụy cũng cười trả lời, cô cũng rất xinh đẹp. La Thiến nhìn khí chất tự có trong hành động của Bạch Nhụy đã nghĩ tới Bạch Nhụy hẳn từng chịu không ít bất công. Bởi vậy, La Thiến cười càng thêm hòa ái, giống như dì nhỏ mang theo chút hiền từ. Chị dâu, em là em dâu chị nha. Mẹ đã dạy chị em dâu phải giữ quan hệ tốt, gặp chuyện không cãi nhau. Cô muốn làm bạn cùng chị dâu nhà. Chương 100. Sau đó, Đường Hình phát hiện vợ bị em dâu dẫn đi chơi đùa, trọng điểm là không mang theo hắn. Đường Hình lập tức không thể nhịn gọi điện cho em mình. Khi nào chú về? Đường Diễn mặc danh đáp, em có ra ngoài đâu. Đường Hình, anh thấy chú ra ngoài mà. Đường Diễn thở dài, em ở cây đa chỗ hậu viện. Đường Hình ngạc nhiên nói, chú ở hậu viện làm cái gì? Đường Diễn xấu kín đáp, luyện tập nín thở. Nếu không hắn sẽ không biết nên làm cái gì. Muốn an ủi cô nhưng bản thân lại là một trong những người đã gây tổn thương cho cô. Ngay cả tư cách nói một câu cũng không có, càng không cách nào hiểu được vì sao hai chân cô đã bị phế mà sau đó vẫn còn có người lấy phương thức như vậy tiến hành hãm hại. Một đời cô như thế nào chịu đựng qua? Đường Hình hỏi chấm. Hả? Nín thở? Nghẹn khí à? Tóm lại cuối cùng Đường Hình cũng gọi được Đường Diễn quay lại. Hắn chỉ vào hai chị em dâu đang ngồi ở sofa trò chuyện, nói với Đường Diễn, chú xem. Đường Diễn nhìn nửa ngày không nhìn ra chỗ nào không đúng. Làm sao vậy? Quan hệ của hai người có phải tốt quá hay không? Như thế tốt mà. Đường Diễn hữu khí vô lực đáp. Vừa nói xong, Đường Diễn liền nghe được La Thiến tinh thần sáng láng nói, chị dâu, liếc mắt nhìn em một cái đi. Đường Diễn hỏi chấm. Sau đó Đường Diễn nghe được La Thiến cười lớn, a, bị điện giật rồi. Đường Diễn chấm than. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy La Thiến sờ sờ thân thể mình, lại hưng phấn nói, chị lại nhìn em cái nữa đi. Bạch Nhị vô cùng nể tình, chớp chớp mắt nhìn La Thiến. La Thiến lại run run nói, a, thật sự bị điện giật tới, trời vui quá. Đường Diễn ba chấm, tôi ở bên này đối với việc đời trước gì mình làm muốn sống muốn chết. Em mẹ nó lại cùng chị dâu chơi đùa vui vẻ, hơn nữa trò chơi quái gì thế. La Thiến nhào qua ôm Bạch Nhị, chị dâu, mắt chị thật đẹp. Đường Hình chấm than, dám ôm vợ hắn. Đường Hình cảm thấy sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang của bản thân rồi. Bạch Nhị lập tức cũng ôm lại cô nói, đôi mắt của em cũng rất đẹp. Bà Bạch ngồi ở một bên vẻ mặt hòa ái nhìn hai người. Con gái nhà mình không có nhiều bạn lắm, hiện giờ nếu cùng em dâu trở thành bạn bè, bà Bạch vô cùng vui mừng. Vì sao ông lại mắng ép nó trở về? Bởi vì từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, chị em dâu bất hòa đều là bình thường. Nghe nói con dâu út nhà thông gia tới kinh đô, nếu là con gái mình lâu quá không quay về, đến lúc đó một nhà Đường gia sẽ bị nó nung lạc. Tính tình con gái mình vốn là như vậy, đến lúc đó sẽ ăn bao nhiêu khổ chứ. Cho nên, cùng ngày, bà Bạch liền vừa mắng vừa đem Bạch Nhị đưa về. Không nghĩ tới, nay cô dâu mới này lại rộng rãi như vậy, lòng người cũng không tồi. Nhìn xem, nó ở cùng con gái mình vui vẻ biết bao, rất tốt, rất tốt. Vì thế bà Bạch sắn tay áo, muốn ít nhiều hối lộ La Thiến. Con vừa tới, ta đến phòng bếp chủ tài chiều đãi con. Con có cái gì muốn ăn không? La Thiến ôm Bạch Nhị ngẩng đầu hỏi.
Chị dâu, chị muốn ăn gì? Bạch Nhị được La Thiến ôm, trong lòng như nở hoa, chỉ nghĩ muốn làm bạn cùng La Thiến, vui vẻ nói. Em muốn ăn cái gì? Ba chị nấu cơm lợi hại lắm, chị ăn mà không bị nôn ngén. La Thiến chấm than. La Thiến buông Bạch Nhị, sờ sờ bụng, quay đầu nói với Đường Diễn. Đường Diễn, hôm nay em không nôn ngén nha. Oa, Trương Tích Minh thật lợi hại, em bị hắn dọa một trận xong hết nôn ngén luôn. La Thiến đã ăn một tháng rau xanh, còn nôn ngén một tháng, vô cùng không dễ chịu. Đường Diễn còn chưa đáp, bà Bạch đã nói. À, như vậy không thể được, ta sẽ hấp cá sống cách thủy cho con đỡ sợ. Đường Diễn, ba chấm, cá sống hấp cách thủy là món gì? Đường Hình, ba chấm, có hiệu quả chữa sợ hãi sao? Mẹ Đường, ba chấm. Được ạ, vậy phiền bác rồi, con tới hỗ trợ bác. La Thiến xắn tay áo nói, con nấu cơm cũng rất lợi hại. Đường Diễn đè cô lại. Em yên tĩnh chút đi, trong bụng còn có một đứa bé đấy, không thể cầm dao. Bà Bạch lớn giọng nói, đúng đấy, sao có thể bắt con giúp, để Đường Hình tới là được. Đường Diễn nói tiếp, không phải, nhà con có giúp việc. Không có việc gì, Đường Hình cũng được. Bà Bạch xua xua tay kéo Đường Hình rời đi. Mẹ Đường, ba chấm. La Thiến nhìn theo bóng bà Bạch nói, thông gia thật nhiệt tình à. Bạch Nhị đỏ mặt, tính tình ba chị thế đó, như ông rất tốt. Tốt mà. La Thiến sờ sờ đầu Bạch Nhị, nghĩ nghĩ rồi hỏi, chị dâu, chị đánh bài giỏi không? Bạch Nhị thẹn thùng lắc đầu. La Thiến lập tức nói, chúng ta đánh bài đi, đây là nhịp cầu kết nối tình cảm tốt nhất. Bạch Nhị thẹn thùng gật đầu. La Thiến liền quay đầu hỏi mẹ Đường, mặt không biểu cảm đang đứng cạnh bên, mẹ có chơi không? Mẹ Đường nghĩ nghĩ, khó có được dịp để hai đứa con dâu kết nối tình cảm, vẫn là tham gia đi. Huống chi là con dâu mới vừa vào cửa, bà ít ra phải cho con bé chút mặt mũi chứ. Đường Diễn nghe được đề nghị của La Thiến, nhất thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Quả nhiên lát sau Đường Diễn liền nghe được La Thiến kêu, chị dâu, chị như vậy còn gọi đánh bài không giỏi. Bạch Nhị liền nói, kỹ thuật của chúng ta như nhau, chị chẳng qua là may mắn hơn một chút. Vậy cũng quá may rồi. La Thiến dầu dĩ mà nói, một lát sau lại kêu, mẹ, sao mẹ lại tính bài, đây chính là gian lận. Mẹ Đường cả giận, ta dùng đầu mình ghi nhớ bài, đây mà gọi là gian lận à? La Thiến gian nan nói, chị nhớ tốt thế để làm gì chứ ạ? Mẹ Đường không tiếc chuyện, chỉ hỏi, rốt cuộc cô thừa bài gì, sao cái gì cũng đều không có? La Thiến ngượng ngùng cười nói, con thừa 3, 4, 5, 6, 8. Mẹ Đường giật mình mắng, loại bài này cô giữ lại làm cái gì? La Thiến ủy khuất, không phải là do con không ra bài được sao? Mẹ Đường cạn lời, sao ta lại chung một đội với cô chứ? Bà Đường khi trở về vừa bắt gặp hình ảnh này, nhất thời trong lòng cũng có chút tâm trạng khó lòng giải thích. Buổi sáng mới vừa bị người ta bắt cóc còn chơi đấu địa chủ với người ta, trở về lại kéo người nhà tiếp tục chơi. Tâm thái của đứa con dâu này khá tốt, rất giống Bạch thông gia. À, bà đã trở lại. La Thiến nhanh chóng chạy nghênh đón ra tới. Mẹ Đường không nhịn nổi, cô đánh không thắng thì thôi đi, sao có thể trực tiếp ném bài chứ? Bạch Nhị một chút cũng không cảm thấy khó chịu trước hành động của La Thiến. Không có việc gì, so với việc Thiến Thiến thua thì tốt hơn nhiều. Đường Diễn thu hồi ví tiền, yên lặng cùng đi ra ngoài. Bà Đường đưa áo khoác cho giúp việc rồi nói với La Thiến, hôm nay không bị dọa chứ? Xin lỗi, ngày đầu tiên con tới Đường gia đã gặp phải chuyện này. La Thiến lắc đầu nói, không có việc gì, Trương Tích Minh đối với con khá tốt. Bà Đường không tỏ ý kiến. Ông từ chỗ Tùng Khang nghe được đại khái toàn bộ quá trình. Đối với sự lạc quan của con dâu út, ngoại trừ lúc đầu sợ hãi, về sau lại có thể bình tĩnh như vậy, cảm thấy rất tốt. Sau đó bà Đường lại hỏi Đường Diễn, con nói ngày mai muốn gặp Trương Tích Minh. Đường Diễn gật đầu. Bà Đường liền nói, có thể, ta đã phân phó xuống rồi, tội danh của hắn vẫn chưa định. Tuy có thể mời luật sư nhưng cũng đủ để đuổi hắn ra khỏi nước. Đường Diễn gật đầu hỏi, Thẩm Bối Bối đâu? Nó cùng người ta mưu hợp bắt người, đương nhiên chạy không thoát, nhưng phải xem Trương Tích Minh định tội danh gì đã. Bà Đường nhìn Đường Diễn nói, đến lúc ăn cơm bà Đường liền phát hiện cái gọi là tranh đấu gia tộc gay gắt căn bản không cần lo lắng. Con dâu út quan tâm con dâu cả còn hơn cả quan tâm chồng nó. Bà Đường, ba chấm, con trai ông thật đáng thương, sao mình lại cứ thấy vui vẻ thế nào nhỉ? Chị dâu, ăn nhiều một chút. Thiến Thiến cũng ăn nhiều một chút, em gọi chị Bạch Nhị là được rồi. Oa, chị đáng yêu quá.
Lan Thiến lôi kéo tay Bạch Nhị. Nhị nhị, ngày mai chúng ta cùng đi mua quần áo cho Tiểu Bảo Bảo đi. Đường Diễn, cái kia có thể ngày mai sẽ đi gặp Trương Tích Minh, ngày mai tôi đưa em đi. Không cần không cần, nhị nhị cùng em đi là được rồi. Đường Diễn ba chấm. Đường Hình lườm em trai nhà mình một cái để ghét bỏ, không tiếng động nói, thật vô dụng. Ba đường, a, à, quả nhiên có tranh đấu gay gắt để xem. Trương Tích Minh không nghĩ tới Đường Diễn sẽ còn đến. Sau khi bị đưa ra ngoài, thấy Đường Diễn, hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng người tới gặp hắn sẽ là Lan Thiến, không ngờ rằng lại là Đường Diễn. Không nghĩ tới người đến lại là mày. Lúc này Trương Tích Minh còn chưa định tội, bản thân hắn là không thể thăm hỏi. Hắn hiện giờ cùng Đường Diễn ở trong một phòng đơn, vẫn chưa tiến hành cách ly, cũng không có nghe lén. Cho nên Đường Diễn không chút cố kỵ nói thẳng mục đích. Tôi muốn biết việc của Lan Thiến đời trước. Trương Tích Minh nhướng mày nói, Lan Thiến nói với mày, tình yêu quả nhiên khiến người ta trở nên ngu xuẩn. Tôi đoán được đạo hạnh của cô ấy không lừa được bao lâu. Đường Diễn không hề nhắc tới việc Lan Thiến kể cho hắn, cũng không nói là hắn mơ thấy. Trương Tích Minh không có ý kiến hỏi, mày hỏi đời trước làm gì, hiện tại không có mấy cái ký ức kia đối với mày mà nói chẳng khác gì mấy chuyện xa xưa. Đường Diễn nắm chặt tay, nếu nó thật sự chỉ là một chuyện xưa thì đã tốt, nhưng chúng ta đều hiểu, không phải. Tôi muốn biết Lan Thiến đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Việc này tao khẳng định không rõ như chính bản thân người trải qua, sao mày không tự đi mà hỏi cô ta. Trương Tích Minh dựa vào lưng ghế, tháo kính xuống trả lời, miệng vết thương lại bị rạch thêm một lần, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Đường Diễn cúi đầu, giọng nói có chút trầm khàn. Hắn nhớ tới câu nói kia của La Thiến, chết rồi, Vân Đạo Phong khinh đến mức khiến hắn đau lòng, ký ức bi thường như thế, La Thiến lại có thể nói thở ơ như vậy. Một người ở dưới tình huống như thế nào mới có thể làm được thế chứ? Không quan tâm chuyện của người khác, La Thiến lúc cô ấy trên máy bay đã nói qua. Một người trên lưng gánh vác quá nhiều, nếu không cho bản thân biến thành vô tâm vô phế, ngây ngốc sinh tồn thì sao có thể gánh nổi, mới có thể tiếp tục bước đi. Trương Tích Minh đeo kính lại, bình tĩnh nói. Thảm, rất thảm. Tao không biết nhiều lắm. Khi đó lúc Thẩm Bối Bối bảo tao tìm Lan Thiến thì cô ta đã chỉ có thể an xin kiếm sống rồi. Tao có thói quen trước khi ra tay sẽ điều tra rõ ràng thân thế người nọ để tránh dưới tình huống không biết mà đắc tội người không nên đắc tội. Cho nên đã điều tra Lan Thiến. Ngoại trừ việc cả đời bi thảm, chắc không còn từ nào để hình dung cô ta. Đường Diễn thở ra một hơi hỏi, một khi đã như vậy, sao anh vẫn ra tay được? Trương Tích Minh cười nói, Đường Diễn à, người đầu tiên ra tay với cô ta chẳng phải là mày sao? Cô ta tráo đổi bản thiết kế của Lâm Phỉ, vu hãm cô ta sao chép. Tội danh này ở ngành thiết kế một khi đã định là tương đương với việc bị phán tử hình. Cho nên anh chặn mọi đường lui của La Thiến trong giới giải trí. Để báo thù cho Lâm Phỉ kìa. Cho nên mày chặn mọi đường lui của La Thiến trong giới giải trí. Để báo thù cho Lâm Phỉ kìa. Mày chẳng những đuổi cô ta khỏi giới giải trí mà thậm chí còn chặn luôn cả những công việc cơ bản cô ta có thể làm. Mày cũng đâu lương thiện gì cho Cam. Những chuyện này Đường Diễn đều đã thấy ở trong mộng. Trương Tích Minh tiếp tục nói, đối với những người như chúng ta, cô ta chẳng qua chỉ là con kiến. Mày đã gặp người nào sẽ đi để ý cảm xúc của một con kiến xem nó có công bằng hay không chưa? Nếu mày coi cô ta là một con người thì sau khi ép cô ta rời khỏi giới giải trí mày đã thu tay rồi. Nhưng mày ép cô ta phải nhặt rác để kiếm sống, vì ở trong mắt mày, cô ta cũng chỉ là con kiến. Con kiến nắc tội mày, cái giá phải trả đương nhiên không hề nhỏ, có khả năng là gấp 2, gấp 3, thậm chí còn phải dùng cả đời để bồi tội. Ai quan tâm chứ? Mày sao? Trương Tích Minh bình đạm cười, mở miệng. Đường Diễn, đời trước đến khi La Thiến chết đi, mày cũng không biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.